Hello, xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi bến tre nè. Hôm nay đến nhà ghi hình bộ mẹ con, mẹ cọp con được kem đó, chân cẳng mẹ là liền lạc ha, không có bú xe xuống lúng luôn hết nè đó. Mẹ đầu trụi ha, coi em sát là mẹ đã đang ôm con lứa thứ hai ha, con vừa đang ôm con lứa thứ hai đó. Xoay mặt mẹ là cái chú anh chị đây, xoay mặt xoay lưng mẹ nghiêm chỉnh nha. Trên đường cho chúng tiếp theo. Đó, xe mặt xe lưng mẹ nghiêm chỉnh. Mẹ chân cẳng không có bố bắp xe xuống lúc luôn hết ha. Mẹ con nè. Ở chân trước mẹ của chúng chị. Dần lúng nè. Cực kỳ không. Đây, mù vú nè ha. Đây. Đó, sao mà cái đứng chị rất là đẹp bò. Đó thì mẹ con này em quan sát là không có bú bắp xe xuống đúng ruột hơn con vậy nè. Con mới 2 tháng rưỡi tuổi nó rất là bự bò. Đó. Thì con mẹ này là ấm máu luôn, con mẹ này là chiều cao em đo ha, không xa là 1m43 bò ha. Đo ngay sái là 1m35 bò. Đó. Đo chứ không sao là 1m43 ha, nếu mà đo ngay sáng là 1m35 bò. Thì con được 2 tháng rưỡi tuổi nè. Rất là bự bò, tàn lớn ha, bò mẹ con cũng tàn lớn. Đó. Mẹ tơ. Nó mới để ông con lứa thứ hai à, răng khóe cũng còn ha chứ anh chị. Thì mẹ vô nọc được 20 ngày, vô nọc 3B lại là 20 ngày rồi. Ăn đít con kem nè, được kem nè của chúng chị. Thác thằng không? Chân cẳng luôn nè. Đây. Đó. Đây, đầu cũng trụi hay kem pháp, được kem pháp nè. Mẹ hay mẹ siêu cọp. Rồi, với vấn đề lò lú thì bên em bao cho cô chú anh chị mình 3 tháng luôn ha. Đó. À. Ra ngoài cho được không? Sẽ luôn nghiêm chỉnh hay chứ anh chị. Mà sẽ lưng nè ha. Rồi. Nó sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh, mẹ đầu trụi luôn. Đầu trụi lũi nè chú anh chị. Đó. Với tàn có mẹ con này thì giá đảm bảo luôn, thì anh chủ nhà anh bán giá bọn mẹ con giá là 41 triệu ha chú anh chị. Đó, giá 41 triệu. Thì cô chú anh chị đã gần xa thấy ưng ý được mua liên hệ cho em nha. Đực nè, đực mới 2 tháng rưỡi tuổi nè, bự nó ú lưng dài nổi nè, đít lực ha. Đó. Thì bộ cái con này em bán giá 41 triệu, lá cờ thường là yêu thương miệng mẹ tàn lớn nha chú anh chị. Cái mẹ mà lo ngay sái là 1m35 bò, con hay không sao là 1m43. Đó, giá tiền là 41 triệu. Chân cẳng mẹ con nè, thấy không? Bò độ, bò lớn, tiền thì nó tiền nào của nấy hen chú anh chị. Đó. Chứ mình không có so sánh được. Còn ha. Mẹ nè. Thả đòn rất là dài đòn luôn. Cực kỳ. Đó. Mặt mẹ con cọp nè, dữ dằn ha. Mẹ xương sóc, mẹ con xương sóc còn xương to nha chú chị. Đó. Đó, giờ hình ảnh em mới gửi cho cô chú chị mình xem nè, kỹ nè, thấy không? Đúng rồi. Ôi kỹ đây, bò mẹ con một kiểu mẫu rất là đẹp. Đẹp nha cô chú chị. Đó, thì cô chú chị mình ưng ý. Mình mua bộ này về mình làm giống nền sinh sản thì khỏi phải nói tới luôn nè. Thấy không? Đây. Rất là lực bò đẹp không?
u nu núc luôn, nó được mới có 2 tháng rưỡi tuổi mình ấy, lắc bự bò tàn lớn, 2 tháng rưỡi tuổi mình nhiên bò cầm con, nhưng bò bự cỡ 4 tháng bự nè, thấy không chú chị? Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ hết ha, cô chú chị mình thấy được ưng ý nên hợp nhãn với mình mua thì liên hệ cho em. Mẹ siêu cọp con được kem Pháp. Đó. Nó bự bò, tàn sát lớn, đầy bò luôn ha. Chân lưng này. Đó, mẹ cọp màu cũng đẹp bò cũng được. Rồi, dòng siêu cọp giờ kiếm có hơi vất vả, kiếm mấy con mà đẹp đèn ngẫu mãi vậy nè ha. Rồi, nhắc lại giá là 41 triệu hả mẹ con này ha, lòi lúa là bên đem bao là 3 tháng nha chú anh chị. Rồi giờ hình ảnh gửi đầy đủ hết đây thì cô chú anh chị mình xem hợp ý mua thì liên hệ ha. Chào cô chú anh chị đến chân đường Bến Tre, hôm nay em lên hang bò cái bu xin lứa rồi chú anh chị ha. Hang bò ông tầm là cũng 8 tháng bò đó. Con này chiều, con này chiều cao em đo là 1m22 ha. Đó em đo bu sao 1m22 là đúng miếng rồi cô chú anh chị. Chân cẳng này ông ba hoàn thiện hết, em có 4 cái xe xuống bốn luộc hết ha. Đây nè, lúng mà lúng chèn luôn chú anh chị. Đó, chân cẳng là hoàn thiện, không có bú ốp xe ha. Đó, chân cẳng là bao, không có chân bú ốp xe gì hết. Xả lưng nè chú anh chị. Đó đây, đầu hay là hơi tụi tụi ha. Đó, hai cái bu xin nè, hai cái giống nền sinh sản rất là đẹp bò chú anh chị. Đây, đây con đây chiều cam đo là 1m25 bò nè chú anh chị. Nó xương sóc xương to luôn ha. Đây đó, chú sao nè, xương sóc của nó nè. Đó, cực kỳ luôn đó. Sai cũng nghiêm chỉnh ha. Đó, đó hai con rất là đẹp bò, lúng miếng rồi cực kỳ hang chú vậy, nhìn lúng rồi. Đó đây, rồi thì hai bò này em báo giá luôn, hai bò này anh chú nhà anh bán giá là 37 triệu ha. Đó, hai con 37 triệu, cô chú chị nào ưng ý mua liên hệ cho em ha, hai con giá 37 triệu. Hang bò rất đẹp bò, giá cũng cực kỳ yêu thương ha. Đây, bạn giàu bạn có cha mẹ bao bọc, bạn đâu nào hiểu kinh nghe. Hình ảnh quay tầm xa cô chú nhìn thấy nè, hai con nè chú chị, thấy không? Tầm xa nè, đây. Cực kỳ ha. Đó, hai con rất là đẹp bò, hai con này giá là 37 triệu. Đó, con này tầm xa đứng cả gần 10 mấy hàng thước nè. Đó, cho cô chú mình hay ngắm ha, nguyên con bò đón ha, coi dặn lại nè. Rồi, chân sao mà cứu chị đúng mấy con sùng sình luôn ha. Này con giá 37 triệu mà cứu chị. Rồi, thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua hay liên hệ ha.
sai tích hàng bò là nghiêm chỉnh hết nha. Chân cẳng này xương sống rồi đó, rồi rực rỡ ha, lông da nhuyễn nhừ luôn đó. Thì cô chú chị nào ở gần xa hay ưng ý được mua hay liên hệ, hai con giá là 37 triệu, chiều cao con cao 1m25, con cao 1m22 bò đó, rất là đẹp, giá cũng rất là yêu thương, bò trình ảnh giá có 37 triệu của chú chị. Chân cẳng là xương sống không phải nổi tay luôn ha. Thank you.